Hi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một bài tập kỹ năng, đó chính là bài tập cài khuy áo như thế này ha. Trước tiên các bạn cần chuẩn bị cho mình một ít vải nỉ, súng bắn keo, keo nến, kéo và bút chì nha. Với vải nỉ màu xanh, các bạn cắt cho mình một tấm khoảng kích thước là 16 nè, nhân với lại 12 để chúng ta làm cái nền. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ cái bộ đồ của em bé lên đây nha. Mình cắt dư cái phần ở dưới này là để lát nữa các bạn sẽ cập lên làm cái phần của cái đáy tả. Rồi các bạn sẽ dùng cái khuôn này các bạn vẽ thêm hai cái thân trước của cái áo nữa. Đây thì bên này mình sẽ vẽ màu vàng này. Tiếp theo các bạn sẽ vẽ bên thân áo còn lại nha.
Đó thì như vậy là mình đã được cái phần cơ bản của cái áo cho em bé rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm khuy nút bấm nha. Thì các bạn nên để rời bằng thân như thế này, các bạn tra nút bấm trước đi, rồi đó các bạn hãy dán vào cái áo sau nha. Mình sẽ đánh dấu vào những vị trí mình tra nút này. Thì mình đã chuẩn bị hai cái nút bấm rồi đây. Bây giờ ở phần áo màu hồng, các bạn sẽ cho cái mặt nút bấm hình tròn đây nha. Còn cái màu vàng thì chúng ta sẽ cho cái phần nút bấm có cái đầu nhọn đi gắn vào đây. Khi gài lại xong thì mình sẽ vẽ lại một xíu trước khi mình dán vào nha. Các bạn nên gài lại như thế này rồi các bạn hãy dán. Nếu không chút nữa các bạn dán lại mà lỡ bị liệt á là các bạn gài lại nó không có được.
các bạn thấy hồi nãy mình may chỉ là ở trên này nó lộ đường chỉ đúng không? Bây giờ mình sẽ cắt một cái trái tim mình dán đè lên cái này để cho khỏi lộ nữa nha. Cuối cùng mà chúng ta sẽ dán lên cái nền nữa là xong. Rồi vậy là chúng ta đã làm xong một bộ đồ cho em bé để luyện kỹ năng cài nút bấm nè. Nhìn cũng rất dễ thương phải không? Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip dạy kỹ năng lần sau của mình nha. Tạm biệt các bạn.